Sáng nay 25 tháng 11, huyện Thanh Miện, địa phương đầu tiên trong tỉnh tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025. Nét mới trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2025 là các thanh niên qua khám tuyển bước đầu được hội đồng khám tuyển thực hiện khám thêm cận lâm sàng gồm chụp X-quang, siêu âm ổ bụng, điện tim, xét nghiệm virus viêm gan B. Trước đây chỉ khám thể lực, lâm sàng, xét nghiệm HIV, ma túy. Trong ngày đầu tiên, huyện Thanh Miện khám tuyển cho thanh niên của 3 xã Lê Hồng, Lam Sơn và Tân Trào. Năm 2025, huyện Thanh Miện có 156 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Qua khám sơ tuyển, có gần 600 thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe cấp huyện, trong đó 38,5% thanh niên có trình độ đại học cao đẳng. Thanh Miện sẽ hoàn thành công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025 vào ngày 3 tháng 12 tới đây.